xử phạt hai cá nhân xúc phạm thẩm phán ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ giám đốc sản xuất 400 thùng kẹo lạc giả bị phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ. Sau vụ taxi gian lận cước, kiến nghị tăng cường kiểm tra hãng taxi khoán. Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, tình trạng uống rượu bia là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ ẩu đả, hỗn chiến và thậm chí là cả án mạng. Liên quan đến vấn nạn trên tại Bạc Liêu, một đối tượng sắn hơi men sau trầu nhậu, nhớ lại chuyện cũ nên cầm hung khí đi trả thù. Chi tiết vụ việc này ra sao, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan tới vụ án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tệt, sinh năm 1988, ngụ xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2013, ông DQT, sinh năm 1966, ngụ ở xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, từ tỉnh Cà Mau đến Bạc Liêu tạm trú để hành nghề đẩy con ruốc. Vào khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2013, sau khi uống rượu tại tròi của mình thuộc khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, ông T đi đến quán cà phê gần đó để uống nước thì gặp Tệt. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, được mọi người can ngăn nên ông Tê đi về, còn Tê đi nhậu tiếp. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tê nhớ lại việc cự cãi với ông Tê nên lấy dao tìm đến căn tròi nơi ông Tê đang ở. Tại nơi, phát hiện ông Tê đang ngủ, Tê dùng dao đâm ông Tê rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, ông Tê được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị thương tích 55%. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tệt 12 năm tù về tội giết người. Đồng thời, bị cáo Tệt phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền 100 triệu đồng. Vì hơn men, lại mang thêm tính khí bốc đồng, nồng nổi, đối tượng đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác và hơn cả là tự đẩy mình vướng vào vòng lao lý. Vụ án trên cũng là bài học cảnh tình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Thưa quý vị, mới đây Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Tòa án nhân dân quận 1 đã ban hành hai quyết định xử phạt hành chính hai cá nhân có hành vi xúc phạm thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân theo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Theo đó, Tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NKL, 71 tuổi, mức 1 triệu đồng vì đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính: dùng lời lẽ xúc phạm hội đồng xét xử, dùng tiếng lóng để chửi bậy, xúc phạm thẩm phán, kiểm sát viên, hội thẩm nhân dân hỏi, trình bày ý kiến khi chưa được chủ tọa phiên tòa đồng ý, không chấp hành sự điều khiển của chủ tọa phiên tòa, mặc dù đã được nhắc nhở nhiều lần, có thái độ không tôn trọng hội đồng xét xử. Ông L phải nộp tiền phạt vào tài khoản của Tòa án Nhân dân quận 1 tại kho bạc nhà nước quận 1 trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu có thời hạn mà ông L không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng đối với bà NTP, 63 tuổi, ngụ ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh về hành vi xúc phạm danh dự uy tín của thẩm phán, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Đây là hai trường hợp đầu tiên mà Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính đối với những đương sự có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người tiến hành tố tụng, xúc phạm sự tôn nghiêm của tòa án. Thưa quý vị, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Trần Thị Hiệp, 43 tuổi ở Nam Định, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo cáo trạng, vào trưa ngày 13 tháng 1 năm 2022, Công an Phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo toàn Mỹ có hành vi bán các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu công nghiệp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Birkin. Công an đã thu giữ 300 thùng kẹo siêu châu toàn Mỹ và trưng cầu giám định tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ. Kết luận giám định thể hiện, sản phẩm kẹo lạc gắn dấu hiệu toàn Mỹ và hình là hàng hóa giả mạo đối với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Quá trình điều tra xác định, tháng 6 năm 2009, Hiệp thành lập Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Sản xuất Bánh Kẹo Thanh Lan và thuê ông Triệu Văn Mỹ, họ hàng của Hiệp, làm kẹo thành phẩm, sau đó có kẹo siêu châu, kẹo lạc. Từ tháng 3 năm 2013, ông Mỹ tách ra làm riêng làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu toàn Mỹ với Cục Sở hữu Trí tuệ về nhãn hiệu hình ảnh kẹo siêu châu toàn Mỹ. Năm 2015, hộ gia đình ông Mỹ được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với kẹo siêu châu toàn Mỹ. Đến năm 2020 Hiệp thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo toàn Mỹ để nhân viên đứng tên giám đốc và sản xuất bánh kẹo siêu châu lấy thương hiệu toàn Mỹ. Đến năm 2021, công ty đăng ký thay đổi giám đốc sang Hiệp. Sau khi giám định thấy nhãn hiệu toàn Mỹ có dấu hiệu giả mạo, ông Mỹ đã thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bánh kẹo toàn Mỹ. Khi đó, Hiệp đã hỏi tư vấn một công ty luật về việc thay đổi chữ trên nhãn sản phẩm và thêm dòng chữ sản xuất tại công ty toàn Mỹ. Tuy nhiên, chữ toàn Mỹ vẫn để trong khung hình giải lụa, còn sản xuất tại công ty đưa lên trên có màu gần trùng với màu phông nền nhãn. Nhân viên tư vấn luật có giải thích, là không đăng ký được bảo hộ logo trên vì tương tự với nhãn hiệu đã nộp rồi, song hiệp vẫn cho sản xuất và mang sản phẩm đi chào hàng. Tại cơ quan điều tra, hiệp khai nhận vẫn lấy tên công ty là Toàn Mỹ vì thấy nó đẹp, phong thủy. Hiệp in tên công ty trên bao bì là sản xuất tại công ty Toàn Mỹ với mục đích in rõ nguồn gốc xuất xứ. Theo cơ quan tố tụng 400 thùng kẹo siêu châu, ngắn nhãn mát sản xuất tại công ty Toàn Mỹ là hàng hóa giả mạo với nhãn hiệu Toàn Mỹ đã được bảo hộ cho sản phẩm kẹo lạc thuộc nhóm 30 của ông Triệu Văn Mỹ. Tổng giá trị hàng hóa hiệp vi phạm trị giá 314 triệu đồng. Với hành vi trên, tòa tuyên phạt bị cáo hiệp 12 tháng cải tạo không giam giữ, bồi thường hơn 300 triệu đồng. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sau vụ hai taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất lắp các thiết bị gian lận cước tăng gấp 10 lần so với thực tế, Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các hãng taxi hoạt động hình thức khoán cho lái xe. Trao đổi với phóng viên lao động, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc phát hiện hai tài xế taxi tại sân bay Tân Sơn Nhất lắp đặt công tác vụ nằm dưới cần số và kết nối điều chỉnh được đồng hồ tính tiền, từ đó hô biến giá cước taxi tăng gấp 10 lần đã ảnh hưởng tới hình ảnh chung toàn ngành. Tuy lần này vụ việc chỉ xảy ra đối với hai hãng xe nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng đã cho thấy mặt trái của việc kinh doanh taxi theo hình thức khoán xe. Theo ông Hỷ, hai chiếc taxi bị phát hiện gian lận thuộc Công ty Cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist và xe taxi của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Sài Gòn Taxi. Hai hãng này là hai hãng xe nhỏ kinh doanh theo hình thức khoán xe cho tài xế nên thiếu sự quản lý. Trong khi đó, các hãng taxi chính thống, hàng sáng đều có quy trình kiểm tra quản lý, một chút chênh lệch đều có thể phát hiện được ngay, thậm chí sau 10 phút là có thể phát hiện. Ông Hỷ nhấn mạnh, Tôi cho rằng phải kiểm tra lại và quy trách nhiệm cho người phụ trách, lãnh đạo doanh nghiệp. Những tài xế đã có hành vi gian lận, vi phạm phải bị sa thải ngay lập tức và tất cả các hãng taxi trong Hiệp hội Taxi thành phố cũng phải dứt khoát không tiếp nhận trường hợp này vào làm việc. Bởi đạo đức làm việc đã không đủ chuẩn thì không nên lái taxi nữa. Đồng thời sau sự việc này, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hồ Chí Minh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các hãng taxi hoạt động hình thức khoán xe. Ông Hỷ nhận định, nếu chỉ khoán cho lái xe mà không tổ chức giao ca hàng tuần, hàng tháng gì cả, chỉ cần nộp đủ tiền là được thì sẽ buông lỏng quản lý, mà trách nhiệm quản lý của doanh nghiệp là rất lớn. Bên cạnh đó, ông Tạ Long Hỷ cũng đưa ra khuyến cáo đối với các khách hàng khi đi taxi nếu phát hiện có những dấu hiệu gian lận thì cần lập tức liên hệ với những người quen để hỏi thông thường di chuyển quãng đường đó thì hết bao nhiêu km và hết khoảng bao nhiêu tiền đặc biệt với khách du lịch khách nước ngoài nên chọn các hãng xe lớn có uy tín và kết nối ngay bên trong sân bay cần nói không với tất cả các loại xe dù Ông Hỷ nói thêm, khách hàng phải đấu tranh với lái xe nếu phát hiện đã sử dụng đồng hồ không chính xác và yêu cầu lái xe chỉ thu đúng số tiền tương ứng theo quy định, ngang bằng với mức giá thông thường. Trường hợp này, khách hàng có thể gọi điện phản ánh, tố cáo lên thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi tới chính hãng xe để giải quyết việc. Thưa quý vị, tình hình bệnh tay chân miệng ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca chuyển nặng và tái nhiễm khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo lắng. Chăm sóc con mắc bệnh tay chân miệng được hơn 5 ngày tại bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, thế nhưng chị Nguyễn Thị Kiều ở quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ vẫn chưa hết bất an khi bé chỉ mới 4 tuổi mà đã có 3 lần nhiễm bệnh. Đáng nói trong lần này, bệnh của bé lại chuyển nặng, các biểu hiện cũng khó phân biệt, khiến chị lo lắng bệnh này sẽ còn khả năng tái nhiễm. Chị Kiều chia sẻ, mỗi năm con tôi lại bị tay chân miệng một lần, ba lần mắc lại có các biểu hiện tái khác nhau. Lần đầu bé sốt nhẹ, lần thứ hai thì sốt cao liên tục và nổi mụn nước thêm ở tay chân miệng. Lần này thì bé buộc phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc để bác sĩ theo dõi vì sợ nguy cơ ảnh hưởng đến tim. Tôi thấy mình chăm sóc con kỹ càng, cho con ăn uống hợp lý, bảo vệ con ở môi trường công cộng nhưng con vẫn bị lại khiến tôi nghĩ rằng bệnh này đang diễn biến phức tạp hơn. Chị Kiều cũng chia sẻ, trong hai ngày đầu nhiễm bệnh, con chị thường xuyên bị giật mình, chơi với, nhất là vào ban đêm. Hầu hết các bé trong cùng phòng bệnh cũng gặp tình trạng tương tự. Bên cạnh đó, từ lúc chăm con ở phòng hồi sức, chị chứng kiến nhiều trẻ dưới 3 tuổi nhưng bệnh rất nặng. Chị Kiều chia sẻ thêm, thường nhất là những bé dưới 3 tuổi nhưng bị ảnh hưởng đường hô hấp, khó thở, bị đờm, làm cháu mất ngủ, nhìn rất thương. Sau lần con nhập viện này, tôi sẽ chăm sóc con cẩn thận hơn và không lơ là với bệnh tay chân miệng. Cùng có con đang điều trị tại tay chân miệng tại khoa hồi sức tích cực chống độc, anh Nguyễn Hoàng Phúc, thành phố Cần Thơ, cha của bé cho biết, bác sĩ dự báo trong 3 đến 5 ngày tới, con tôi sẽ phát mạnh, nổi mụn nước nhiều hơn, do đó con cần phải theo dõi và nếu có gì bất thường, còn trở tay kịp. Đây là lần đầu con mắc bệnh tay chân miệng, nhưng không may, lại là bệnh nặng, ảnh hưởng tới đường hô hấp nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của con. Từ tháng 4 đến nay, số ca bệnh tay chân miệng ở trẻ em tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ có xu hướng tăng mạnh. Nhiều ca nhập viện ở mức độ nặng phải hội chuẩn với tuyến trên hoặc chuyển bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhi Đồng, thành phố Cần Thơ, bệnh viện tiếp nhận các trường hợp tay chân miệng tại các quận huyện và các tỉnh thành khác chuyển đến. Từ đầu năm cho đến nay, tiếp nhận điều trị trên 2.260 ca, đặc biệt trong tháng 5 bắt đầu tăng cao lên 409 ca, tăng 140% so với tháng trước đó. Trong tháng 6, có 3 trường hợp bệnh diễn biến nặng phải chuyển viện lên tuyến trên, một trường hợp tử vong. Thống kê từ Sở Y tế thành phố Cần Thơ, từ đầu năm cho đến nay, Cần Thơ ghi nhận trên 400 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 52,7% so với cùng kỳ năm 2022, 850 ca. Trong đó ghi nhận trên 300 ca mắc tay chân miệng ở độ 23. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt Nga, Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhận định, Dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo diễn biến khó lường do có sự xuất hiện của virus Enterovirus. EV71, virus có khả năng gây bệnh tay chân miệng nặng. Mặt khác, trẻ em từng mắc bệnh tay chân miệng vẫn có nguy cơ tái nhiễm do đó cha mẹ phải đưa trẻ đến ngay bệnh viện nếu thấy trẻ có biểu hiện bất thường để chủ động ứng phó nếu bệnh bùng phát mạnh cần thơ và ở đồng bằng sông kiều long sở y tế thành phố cần thơ đã xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh tham mưu ủy ban nhân dân thành phố cần thơ chỉ đạo chính quyền các cấp sở ngành tập trung vào các khu vực có số mắc cao có nguy cơ bùng phát dịch giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới phát sinh Thưa quý vị, khoảng 10 ngày qua trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã có nhiều trận mưa lớn. Đây là nguồn cung cấp nước dồi dào cho các hồ, đặc biệt là các hồ thủy điện Hòa Bình. Sau thời kỳ khô hạn khiến mực nước xuống rất thấp, người dân Hòa Bình vui mừng khi thấy mực nước trên hồ thủy điện Hòa Bình dâng lên từng ngày. Đây là kết quả của những cơn mưa lớn giúp xả nhiệt mùa khô hạn. Ngày 22 tháng 6, phóng viên báo Lao động đã trực tiếp có mặt tại khu vực cảng Bích Hạ, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, sông Đà. Theo ghi nhận, mực nước của thượng lưu và hạ lưu đồng loạt tăng. Bà Bùi Thị Hoa, 45 tuổi, người dân tại cảng Bích Hạ cho hay, mực nước của lòng hồ so với trước đó đã tăng lên, nhận thấy rõ nhất là sau các trận mưa. Từ đó các hoạt động của chúng tôi trên lòng hồ được dễ dàng thuận tiện hơn. Tại thủy điện Hòa Bình, các cửa xả nước có dòng chảy xiết, tạo ra nhiều bọt khí, lượng lớn hơn nhiều so với thời điểm phóng viên ghi nhận trước đó là vào ngày 12 tháng 6. Dọc dòng sông Đà không còn xuất hiện các cồn cát sỏi nhô lên giữa dòng sông, cầu Hòa Bình 1 cũng không bị lộ rõ những mố chân cầu. Người dân sống xung quanh dòng sông Đà vui mừng phấn khởi khi thấy mỗi ngày nước lại dâng lên cao hơn hôm trước một chút. Những hoạt động của người dân như câu cá, tắm sông lại diễn ra bình thường. Theo chị Phạm Thị Như, 31 tuổi, trú ở phường Phương Lâm thành phố Hòa Bình, nước sông Đà dâng lên khiến cho không khí dọc hai bên dòng sông như mát hơn nên có rất nhiều người đi dạo vào mỗi buổi chiều đây cũng là dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu điện được giảm đi phần nào. Theo ông Phạm Văn Vương, giám đốc công ty Thủy điện Hòa Bình, trong sáng ngày 22 tháng 6, mực nước hồ là 102,09m, lượng nước về hồ đạt khoảng 300m khối một giây. Sau vụ việc 4 người bị đuối nước được cứu sống ở sông Sài Gòn, gần phố đi bộ Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, địa phương đã rào chắn lối đi xuống sông. Tuy nhiên, ở gần đây vẫn còn điểm chưa được bịt lại, ngăn ngừa dân xuống bờ sông sông nguy hiểm người dân ở Bình Dương vẫn chưa hết bàng hoàng trước một vụ việc bốn người suýt bị đuối nước ở sông Sài Gòn đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 20 tháng 6. Nơi xảy ra vụ đuối nước nằm ngay ở công viên phố đi bộ Bạch Đằng. Bên trên là địa điểm vui chơi của người dân, phía dưới là dòng sông nước chảy xiết, có điểm sâu khoảng 10 mét. Hầu hết phố đi bộ đều có lan can, ngăn cách giữ an toàn cho người dân tránh trượt chân xuống sông Sài Gòn. Tuy nhiên, có một điểm được thiết kế làm nơi lên xuống sông, không có rào chắn, chỉ đặt biển cảnh báo nguy hiểm. Theo người dân, buổi tối du khách đến đây đi bộ trên phố Bích Đằng vẫn tới đây để nghịch nước. Có người còn mang theo trẻ nhỏ xuống sông tắm. Việc này rất nguy hiểm vì bờ sông có độ nghiêng, dơ bám chân trượt. Trường hợp trượt chân xuống gặp nước chảy xiết, bị cuốn trôi thì rất nguy hiểm nó nhiều khi nay nó trơn chợt rồi xuống té xuống là đâu ai cứu được đâu nhảy xuống là kì, té cái là trôi đi mất tiêu đó, mấy đứa nhỏ nhỏ chờ, chừng bảy năm tuổi chín 10 tuổi rồi xuống là nước dòng nước này nó trôi đi mất tiêu ai mà cứu nổi nước nó cũng chạy uh, xiết vậy đó nước lớn lên chút nữa nó còn xiết dữ nữa liên quan đến vụ đuối nước tối ngày 20 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ dầu một cho biết đã khen thưởng 3 thanh niên dũng cảm cứu người bị nạn. Thành phố cũng triển khai rào chắn địa điểm xảy ra vụ đuối nước. Ghi nhận vào ngày 22 tháng 6, nơi xảy ra vụ việc đã được lực lượng chức năng đặt rào chắn ngăn không cho người dân xuống mé sông. Cơ quan chức năng cũng đặt thêm biển báo ở đây. Tuy nhiên, cách nơi này khoảng gần 1 km, cũng ở phố đi bộ vẫn còn một điểm để chống, chưa được rào chắn người dân vẫn xuống dưới mé sông để thả cá phóng sinh hoặc nghịch nước rất nguy hiểm. Như thường lệ sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình thời tiết. Theo dự báo, miền Bắc có thể sẽ đón đợt mưa lớn diện rộng trong nhiều ngày, có nơi trên 200mm trong những ngày tới. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bắt đầu từ ngày 23 tháng 6, nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Từ chiều tối và đêm 23 đến 25 tháng 6, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa vừa mưa to và rải rác có rông. Cục bộ có nơi có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Từ ngày 27 đến 29 tháng 6, vào khoảng chiều tối và đêm mưa rào, rông rải rác sẽ xuất hiện. Tại các tỉnh miền núi vùng Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, từ chiều tối và đêm 22 tháng 6 trở đi sẽ có mưa, mưa rào và rông diện rộng. Đợt mưa này có khả năng kéo dài khoảng 3 ngày, trong đó có ngày dài rác có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt các khu vực phổ biến từ 70 đến 140 mm, có địa phương mưa trên 170 mm. Vì vậy, người dân vùng núi sinh sống ven các suối có độ dốc lớn, nơi có địa hình dạng lòng trào, quạt giấy, khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở, cần đề phòng mưa lớn sinh lũ ống, lũ quét, trượt lở đất, đá gây thiệt hại về mọi mặt, phòng ngừa lốc xoáy xét, đánh khi trời có mưa rông, các vùng trũng thấp cảnh giác với ngập úng sâu thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại